Rồi, xin chào anh chị ha. Nay giới thiệu anh chị những dòng cát xưa rất là đẹp, xiên hoa, bông cánh dày, lâu tàn, thơm. Và nó cũng dễ trồng chị. Cây này là cây vàng ông sĩ xưa ha, chính gốc nhà ông sĩ. Chậu này gồm có 4 thân ha. Cái này hướng tơ đang lên rất là lực, cây đã thành chậu sẵn rồi. Này thành vỏ thông ha, mọi người về có thể để nguyên như này mình chơi luôn được. Vàng ông sĩ, cây rất là đẹp. Cây này chính gốc nhà ông sĩ ha. Cái viền đỏ nó kéo lên và hai cánh chồng nhau phun hoa rất là đẹp. Cây hiện tại cao như này ha, thân nó cao tầm khoảng 16 cm ha. Rồi, anh chị nào muốn sưu tầm cây cát tem hoa đẹp này thì mình liên hệ nha. Rồi, cảm ơn các anh chị đã xem video và ủng hộ ạ.